xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Channel Channel trải nghiệm TV của mình. Mình là trải nghiệm TV đây. Và để tiếp tục chương trình thì cho mình xin chúc tất cả mọi người một ngày thật nhiều sức khỏe và cố gắng vượt qua cái giai đoạn cách ly toàn xã hội của nước Việt Nam mình để chống chọi với cái lũ dịch, cái lũ dịch, cái lũ gà gì của bên gảnh háng nó truyền qua quá trời. Um, chúc mọi người uh, thật nhiều sức khỏe nha, uh, đặng um, vượt qua cái uh, cái uh, nguy cơ của thế giới này và để tiếp tục chương trình thì cho mình xin nhắc lại cái server mà mới vào là được 300 trăm lần reset nha, đó là máy chủ lot một server Jupiter nằm ở dưới server legan, mình uh, sẽ về uh, xin vào vui mình sẽ xin vào vui mình xin vào vui và mình sẽ nói nói tiếp nha mọi người và những bạn nào muốn chơi này thì vào không có gian thì inbox cho mình mình sẽ hỗ trợ gian cho các bạn mình sẽ hỗ trợ gian cho các bạn chơi để mình nhắn cái anh ở đâu xin vào vui để mọi người đợi mình một lát nha mọi người. Đặng mình nhắn cái xin vào vui của anh này. Còn mình sẽ nói tiếp. ảnh uh, trong review rồi um, mọi người ơi mình uh, sẽ nói tiếp và um, vào đây chơi um, là mình thấy uh, cái server này tương đối ổn nha mọi người cái uh, tại vì mọi người biết sao không? mới giàu mới giàu uh, thôi là nó đã cho mình 300 lần gì xét rồi mình xài đồ gì mình cũng vẽ cho nên mình xài đồ cùi không á mình không bận đồ luôn cởi uh, chuồng đi lông nhông cho mấy anh um, cho mấy anh đi um, Uh, chìm ngưỡng cái sắc đẹp của mình uh, để đây lát nha bạn mình về mình uh, vào vui cái mình vào mình uh, xin vào vui cái mình đảo lễ liền Đó vào vui thành công nha mọi người mình cảm ơn anh em chín đây mình sẽ lên lại cái map cờ ghi nha chung với bạn điêu thuyền mình là lữ bố đây và có một điều là các bạn mình nhắc nhở nha những bạn nào mà đồng ý kiến với mình thì dư tay lên nào mà quay đầu giơ tay các bạn nào đồng ý kiến với mình nó thì comment vô nào cái đầu tiên chân là các bạn muốn chơi không nạp tiền mà vẫn khỏe liền xài đồ shop cùi vẫn ok cái map này nó lan thì thôi nhé luôn á đi không nổi luôn á mọi người tại cái bãi đó bãi web nha mọi người thông cảm tại cái bãi đó cái bãi web nên mấy anh chạy đánh gom nơi đó không đó à, không cần nạp đô la thằng trưởng mà mình lên map cờ ghi đánh không có đồ đạc gì trơn đánh nào mà đùng đùng chứ mấy bạn tầm khoảng trăm mấy gì xét lên trên đây đánh cũng không có nổi đó đánh cũng chạy ra chóc dậy cái server này là mình ngẫm nghĩ luôn á Mình ngẫm nghĩ theo cái tư duy mình Cái tư tưởng mình biết ha Là dành cho những người như mình vậy thôi <laughs> <laughs> Như mình là sao? Như mình là mình cài á mọi người Không có cần nạp á Mình nói thật Không cần nạp vô đây chơi vẫn ok nha Bận đồ shop Từ từ các bạn đi săn bóp Rồi các bạn đập boss ra đồ Rồi các bạn dành dụng ngọc Các bạn đập lên cái đó là ok chơi cách lâu dài đốt thời gian còn các bạn muốn mà vô đánh lộn ầm đùng máu lửa thì dùng đô la thằng trưởng đun vào lót một cho mình vào đó đi rồi đủ thứ loại anh hùng trong đó anh hùng gom anh thùng khối anh thùng lửa gì cũng tùm lum giống như vô đó đụng đập đụng đập được còn server này mình thấy là thích hợp cho những bạn nào không muốn nạp tiền thích trải nghiệm mà vừa vào đã khỏe liền đó mình cam đoan hòa bình chắc chắn một điều là giàu là khỏe liền chưa trên có 300 lần gây xét nè mẹ người ta luôn mà chứ gì không khỏe mình cài muốn chết luôn mình cài muốn chết luôn mà mới có ba trăm mấy hả con này mới vô cái bụp 300 ra cộng quyền thoải mái bắn quái mỗi tay luôn còn um, đây mình sẽ vô cái gấp này đây cái gấp này là hỗ trợ nhiều hơn mình nữa nha mọi người cái gấp uh, game over này mọi người cái gấp game over này á là toàn bộ trong đây là những anh trong đây chơi mình thấy cũng rất là fan lane nha. Chơi rất ok á. À, mỗi một đêm là 9 giờ tới 9 giờ tối là mẹ anh gom với nhau đi săn bot rồi về đập ra rồi mà anh phát đồ cho mọi người, hầu như là ngày nào cũng có, mình nhắc lại là ngày nào cũng có. Tại vì có một anh trong vui uh, ảnh nói là 9 giờ nay là đập bot phát đồ. Mình um, Nói chung á mình mình nên mình cài á thì cũng không có nhiều. Còn trong đây người ta tới nguyên một cái vui là nguyên một cái vui là đông lắm người ta đi săn còn người ta đập đồ người ta hỗ trợ cho người mới. Các bạn có vào á thì vào vui này nha, vào vào vui này game over kiếm anh phập. Anh phập mình nãy mình mới xin nhà vui á, hồi trưa là mình xin mà cái mạng nó 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 lắc thì thôi nhé luôn cái đậu phộng nó lắc chưa từng được lắc. Cỡ này ai cũng ở nhà không ai cũng ôm cái máy kè kè không có mạng chạy không nổi chân nha làm ơn bỏ bớt máy xuống, tôi làm clip đồ Mằng clip cái, bằng clip cái cái cú này vô chưa, muốn ức chế muốn đập cái máy tôi luôn vậy đó, vừa nhảy vô cái thoát ra, nhảy vô thoát ra như là nó bị phòng gánh gì giật tới giật lui hoài và mấy bạn có vào được thì post uh, lên uh, kênh thế giới là xin vào vui kêu uh, anh nói, anh tên phật mình ảnh đợi tên phật thôi chứ mình không biết ảnh tên gì mà nói chuyện dễ nghe lắm nha mọi người, khác rất, rất là family luôn á một cái cánh một cái win market đây mình vô mình xem một cái win market một cái win market rất là hiếm luôn tại uh, server cài Quốc mà mọi người chứ không phải như server bên kia nó mọi người ha mình đánh tới trang thứ năm luôn mà chưa có win market nè win market bắn rất là đắt luôn á mà ảnh dẫn cho bình thường nha ảnh anh gom đồ, ảnh xây cánh, ảnh hỗ trợ viên cho những người chơi. Người nào chơi trước thì hỗ trợ, còn người nào chơi sau thì cứ đợi từ từ là mấy anh đó anh sẽ vào thì hỗ trợ hết. 12 giờ 14 giờ 16 giờ 18 giờ 20 giờ. Anh hỏi cái, cái cách đi um, Blood, đi vào là giờ chẳng nha, còn đi Day uh, Wheel là giờ là giờ lẽ nha. như 12 giờ 15 tới 2 giờ 15 rồi tới 4 giờ 15 là cái đó là mình đi uh, Blood bờ đi bc còn uh, mình đi đại quy uh, đi đấu trường quỷ uh, thì mình đi uh, giờ lẻ như là một giờ mười lăm tới ba giờ mười lăm tới năm giờ mười lăm tới bảy giờ mười lăm cái đó thì clip kia mình đã có nói rồi và mình nhắc lại một lần nữa cái clip này ở máy chủ ổ lộn cái server này ở máy chủ lót một nằm dưới server le Gành, có cái tên là gắt là tốc độ jupiter cái hãng xe jupiter chạy thì thôi nhé luôn đậu xanh game cũng để Jupiter trong đây các bạn vào cái bầm tạo nhân vật vô 300 lần reset mà cái, có cái đều nó thốn nó, 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 thốn lời nhất là cái mới vô gen không có các bạn bót lên xin các bạn treo đồ là ta cho à tại vì gen này cài thoải mái lắm. cứ các bạn cứ bót lên còn những bạn nào mà bót lên không có thì cứ comment vô cái cái video của mình mình sẽ cho hết full gen luôn mình cho nhiều lắm mình cài sắp mặt lời hai bữa nay rồi yêu cầu mà thấy lên là, là cho thấy lên là, là cho và các bạn muốn vô đây chơi lâu dài các bạn xin vào vui chơi các bạn on thường xuyên rồi anh chủ vui ảnh mới chấm điểm như ví dụ ha mình theo mình tư tưởng mình nghĩ như mình chủ vui cũng vậy thấy bạn on thường xuyên thấy bạn thấy bạn trao đổi vui thường xuyên thấy bạn học hỏi thấy bạn chịu cài là người ta sẽ hỗ trợ cho các bạn chứ không phải các bạn vô à, anh ơi anh này anh kia anh nọ anh này anh kia anh nọ anh nọ anh kia này rồi không thấy tâm tích cho người ai đâu mà hỗ trợ đồ cho các bạn theo mình mình cũng vậy thôi tại vì mình á là cái sơ bò bên kia mình cũng quá thừa để con mình mở ra mình tặng cho những người chơi mới mà hầu như mình on là mình không thấy mấy người đó chơi mình cho nhiều lắm mà tên thì nhiều nhưng không thấy mấy bạn đó chơi mình không biết chơi server nào mà thôi cũng kệ như mình có thì uh, ai không có thì mình hỗ trợ cái đó là mình không tính Còn những bạn nào đam mê có sự đam mê chung như mình giống như mình chơi game này thì các bạn tốt nhất vào đây các bạn đừng nên mà ham vô server mới nha server mới là chỉ là đô la thằng trưởng nó mới mạnh thôi server mới như ví dụ là ngày mới nè bên máy chủ hai cái 3 server mà um, uh, uh, DVS ra uh, um, 10 giờ uh, trưa ngày mới nè Uh, event đồ tặng đồ khủng lắm mà các bạn S không có rồi gấu không có nói chung là cái gì không có chân mới đầu vô server để chơi cực lắm nha mọi người cực lắm tại vì mấy anh lớn anh chơi anh tranh tớp anh đua tớp với nhau ảnh mạnh lên rồi ảnh mới đi săn bot kiếm đồ thừa đồ rồi mà anh mới bán rẻ lại chứ thôi là mấy anh bán đồ mắc dữ lắm mua không nổi đâu tại vì mà anh gỡ tiền lại cái vụ mà nạp vô đằng uh, uh, đua tớp eo đó còn những bạn nào mà vào cái chọn những server nào hợp với mình thích với mình chơi thì cái đó thì mình không bàn cãi nha còn theo cái tư tưởng theo cái ý nghĩ của mình những dân cài tốt nhất vô server này tình cờ mình lột vô server này cái mình thấy luôn á mình mê luôn mình bỏ hai server kia mình tự nhiên cái mình qua chơi server này hoài á tại vì chưa trơn là nó cho mình 300 lần gây mình không cần đi kiếm đồ full không cần đi kiếm đồ gì chứ mình chỉ cần đi săn boss kiếm đồ mình dựa ra thôi chứ mình không kiếm cần kiếm đồ mình mặc để mình khỏe mình đi phong quái tại chưa chân các bạn đã có cái tổng win nhiều lắm hình như là tới ba mươi mấy ca win lần của mình dồn mình chơi phay mình dồn hết vô đây ha còn năng lượng thì mình dồn vô đây tầm khoảng một ca gửi hai k cứ dồn hết vô vậy các bạn chơi coi thoải mái lắm như mình chơi là cởi chuồng mát mẻ luôn mọi người mát mẻ luôn đi vòng vòng bẻo lá với mấy ảnh mà không có ai hỏi chân cái này rồi khách quá không ai hỏi chân cái, cái tên là tình một đêm mà không ai hỏi chân mà ảnh sợ nhiễm quy gút hay gì đâu và mình xin đính chính lại một lần nữa đây là máy chủ lót một dưới server le gành có cái tên là server jupiter các bạn cứ bấm vào tạo nhân vật cái bụp là sẽ có 300 trăm lần reset mình không nói thêm nữa và các bạn muốn chơi lâu dài bền vững cái này các bạn cần thiết vô đây gặp cái vui anh phập cái vui là game over các bạn xin vào vui những anh trong đây sẽ hỗ trợ cho các bạn mình cũng vậy thôi mình cũng xin vào vui đặng không có gì đặng mình xin đồ giống gì chứ chưa có một youtuber nào mà nghèo như mình <laughs> nghèo lắm mọi người khổ lắm và um, video của mình giới uh, uh, thiệu sơ và sơ vờ và chỉ cho các bạn cách chơi và chỉ cho các bạn vào vui để chơi lâu dài Đến đây sẽ kết thúc Những bạn nào mà có nghe được clip này Những anh bờ gồ có nghe được cái video này Thì comment cho em xin ý kiến thêm để em làm những video tốt hơn Còn những bạn nào mà có xem rồi và chưa có đăng ký kênh đó Thì giúp mình một lượt đăng ký ha Một lượt chia sẻ, một lượt like Để kênh mình càng ngày càng phát triển thêm Xin cảm ơn các anh và các bạn đã xem video Xin chào và hẹn gặp lại video lần sau